Giơ tay lên. Yeah, rồi chào các bạn đi. Chào các bạn. Bữa nay gia đình mình đi tắm biển. Rồi ba chị ba đi tắm biển luôn rồi. Đi tiến lên, tiến ra biển nha. Đi cẩn thận nha, cát không đó. Wow. Ba bé này đi tắm biển, ba bé khoái quá, chạy ra biển à. Cát lún quá các bạn ơi. Cát cát đó con. Các bạn ơi, hôm nay ra biển là sóng lớn cho ba bé nhảy nha. Ướt đồ rồi hả? Thôi con ở trên đi, con không qua. Ướt đồ đó. Rồi, hai bé trên nghịch nước. Hai bạn này nghịch nước nha, còn bạn này ở trên bờ chơi nha. Bạn này không có đồ tắm, bạn này ở trên bờ thôi. Thôi. Nghe tiếng sóng vỗ hết. Bên kia người ta tắm kìa. Chạy lên, chạy lên. Bạn muốn ngồi luôn rồi. Bụi ơi, thích không con? Bạn Bụi rất là thích tắm biển các bạn. Bạn Bụi thích không? Con thích không? Thích. Con quay đi nha. Chào các bạn. Rồi, các bé rất là thích nha. Đã quá, đã quá. À, tí nữa lên tắm lại nước ngọt. Thôi Bụi ngồi xuống đi con, ngồi xuống. À, xuống đến giường. À. Thích quá, thích quá. Ba không xuống tắm với em luôn đi. Ôi, ôi lên đây xây lâu đài cát đi. Chơi xây lâu đài cát không? Xây lâu đài cát đi. Trên này nè, đó sóng đánh vô sao? Bạn ngồi ở đây nè, lâu đài cát ở đây nè, cát ướt. Cát ướt, đó, ngồi đó xây đi. Ô, sóng đánh thế luôn. ba cô gái làm điều ở bãi biển nha. Bye bye các bạn, tạm biệt bãi biển nha. Bây giờ mình đi về thôi. Rồi. Đây nè, lấy xe đi nè con. Yeah.